Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 184. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Chơn Ngộ, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 28 tháng 8 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh văn. Thời phân thiên. Văn trường hàng câu thứ 7. Luân tề thiên dương đắc chuyển pháp luân, thành thuộc chúng sanh, phương tiện giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong đoạn chú thích thứ nhất này, Ngài nói chuyển pháp thị hiện đạo Bồ Đề, tức là phương tiện thành thuộc chúng sanh. Chú giải rất đơn giản, nhưng đạo lý thâm sâu. Chúng ta cần phải hiểu rõ thấu triệt mới có thể đi vào học tập được pháp môn này. Danh hiệu của thiên dương là luân tề, ý nghĩa của tề là trung tâm. Trong Phật Pháp, luân là dùng nó để tượng trưng. Cho nên gọi việc dạy học của Phật Pháp là Pháp Luân Thường Chuyển. Luân là tướng viên mãn, nó tượng trưng cho viên mãn. Phật Pháp nói cho chúng ta biết tánh tướng không hai, lý sự không hai, không hữu không hai. Ý nghĩa này nhìn từ tướng viên mãn, nó rất gần gũi, rất giống nhau. Luân là tâm của hình tròn, tâm là không. Thế nhưng vòng tròn thì có, tượng trưng cho không hữu không hai. Tâm vòng tròn là bất động, vòng tròn là động, tượng trưng cho động tĩnh không hai. Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh nói vô lượng vô biên pháp môn, đều không nằm ngoài nguyên tắc này. Thật ra mà nói, cũng là nói rõ chân tướng sự thật này, cho nên gọi là bất nhị pháp môn. Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sinh.
Phật pháp dùng luân để làm tiêu chí, giống như thương trường dùng mắt vậy, dùng hình này để làm tượng trưng. Tướng viên mãn của luân đứng về hình dáng mà nói thì nó có vòng tròn, có tâm xe, có bánh xe, cũng chính là nói nó có tâm vòng tròn. Đây là đứng từ hình tướng mà nói về viên mãn của nó. Những thứ khác rất khó để so sánh với nó. Ba từ chuyển pháp luân chính là dạy học. Vậy cái gì? Đại sư Thanh Lương nói rất hay: Bồ Đề Đại Đạo. Bồ Đề là dịch âm từ tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là giác ngộ, là trí tuệ. Từ chỗ này chúng ta sẽ nhận biết rõ ràng bản chất của Phật giáo. Vào những thập niên mười mấy đến hai mươi, Đại sư Âu Dương Cánh Du nói cho chúng ta, Phật pháp không phải tôn giáo, cũng không phải triết học, mà là vì nhu cầu của thời đại. Nhu cầu gì? Cần về giáo dục cuộc sống. Hay nói cách khác, Phật dạy chúng ta cách sống. Cách làm người, cách xử thế. Mục tiêu dạy học cuối cùng của nhà Phật là trí tuệ. Người xưa nói rất hay: tổng hợp lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho tất cả chúng sanh trong 49 năm, không ngoài ba vấn đề giới định tuệ này, gọi là tam học. Giới luật là gì? Là phương pháp, là quy củ. Người xưa thường gọi bất y quy củ, bất thành phương viên. Chúng ta vẽ một hình tròn cần dùng compa, vẽ một hình vuông cần thước. Theo quy củ sẽ vẽ ra được. Giới luật là quy củ, là phương pháp. Vậy mục đích ở đâu? Mục đích là được định. Cho nên việc dạy học của nhà Phật là lấy định làm trung tâm. Định cũng gọi là thiền định. Dùng phương pháp giới luật giúp chúng ta được thiền định. Thiền định là gì? Trong kinh Kim Cang nói rất hay: không chấp vào tướng, như như bất động. Thiền định của nhà Phật chính là lấy hai câu này làm căn cứ căn bản. Trong hội Bát Nhã, Phật Thích Ca
dạy hai câu này cho tôn giả Tu Bồ Đề. Làm người phải dựa vào nguyên tắc này, đời sống cần dựa vào nguyên tắc này, đối nhân xử thế đều dựa vào nguyên tắc này. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng không rời khỏi nguyên tắc này. Hai câu này nếu dùng lời ngày nay mà nói, bất nắm giữ tướng là nhất định không bị cái bên ngoài làm mê hoặc. Danh văn, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần bên ngoài không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, gọi là thiền. Như như bất động là giữ vững tâm thanh tịnh, chân tâm, tâm chí thành của mình. Các vị phải biết chân tâm là bất động, chánh giác là bất động, giác tâm là bất động. Phàm là có động, đó không phải là chân tâm, là vọng tâm. Vọng tâm lay động. Vọng tâm là gì? Vọng tâm là vô minh. Vô minh là động. Ngày nay chúng ta niệm trước diệt rồi, niệm sau liền sanh. Từ sáng đến tối, đầu năm đến cuối năm, khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm thì không có định. Do đó có thể biết định là nói từ trong nội tâm chúng ta. Như như bất động gọi là định. Thiền là nói từ cảnh giới bên ngoài, không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc gọi là thiền. Trọng tâm của việc dạy học trong nhà Phật, không những trong kinh điển, Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta biết, mà tất cả chư Phật quá hiện vị lai trong tận hư không biến pháp giới, giáo hóa tất cả chúng sanh, cũng dùng nguyên tắc này. Cho nên thiền định là cách dạy học của nhà Phật, trung tâm của tu học. Thông qua thiền định này mới sanh trí tuệ. Mục tiêu dạy học cuối cùng trong nhà Phật là để khai mở trí tuệ. Vậy trí tuệ từ đâu mà đến? Trí tuệ từ trong thiền định mà đến. Cho nên không phải nói các vị nghe nhiều, các vị đọc nhiều, đó không phải là trí tuệ. Trong Phật Pháp gọi đó là thế trí biện thông. Trong Nho giáo gọi là học vấn hỏi và nhớ. Hỏi chính là nói các vị nghe nhiều, các vị thấy được nhiều và có thể ghi nhớ được. Đó không phải là trí tuệ. Bây giờ chúng ta gọi là thường thức. Thường thức của các vị rất phong phú, nhưng các vị không có trí tuệ. Thường thức phong phú có thể giải quyết được vấn đề hay không? Có thể giải quyết vấn đề nhỏ, có thể giải quyết vấn đề cục bộ, không thể giải quyết được vấn đề lớn, không thể giải quyết vấn đề căn bản. Căn bản của vấn đề lớn nhất định cần có trí tuệ. Phật Pháp là dạy học của trí tuệ. Kinh điển là sách giáo khoa của trí tuệ. Người xưa thông minh,
biết rõ những chân tướng sự thật này, cho nên gọi sách giáo khoa của trí tuệ là kinh điển, gọi là pháp bảo. Người thời nay không có sự hiểu biết này. Không biết bên trong những tài liệu này có trí tuệ chân thật. Kinh nghiệm tu học của bậc thánh hiền xưa là kết tinh của trí tuệ. Lưu truyền đến đời sau, cung cấp cho chúng ta làm tư liệu tham khảo. Tất cả sách vở trong thế gian không thể so sánh với nó. Tại vì sao? Vì nó là trí tuệ chân thật. Nó có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề căn bản, có thể giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề. Điển tích mặc dù nhiều, nhưng đạo lý chỉ là một, phương hướng cũng là một. Đầu mối then chốt là một, nhất định phải thông qua việc tu học thiền định mới có thể đạt được mục tiêu này. Nói như vậy, chúng ta có phải tu thiền định hay không? Không sai, cần phải tu thiền định. Ngày ngày cần phải ngồi thiền đúng không? Không cần thiết. Mọi người đều biết 8 vạn 4 ngàn pháp môn trong Phật giáo thường nói. Các vị đọc thuộc lòng tứ hoằng thể nguyện, pháp môn vô lượng thể nguyện học, pháp chính là phương pháp, môn chính là con đường. Phật nói cho chúng ta vô lượng vô biên phương pháp, con đường tu học. Phương pháp không giống nhau, con đường cũng không giống nhau. Vậy tu cái gì? Chỉ tu một việc là thiền định. Cho nên phương pháp tu thiền định có 8 vạn 4 ngàn loại, nhiều thứ nhiều loại đều là tu thiền định. Xếp bằng ngồi thiền, đó là một trong 8 vạn 4 ngàn loại. Ngày nay chúng ta dùng phương pháp nào để tu thiền định? Chúng ta trì niệm danh hiệu Phật. Tuyệt đối không nên hiểu nhầm. Bây giờ chúng ta tu không phải là tu thiền định, đó là lời nói không chuyên môn của các vị. Chỉ cần là Phật pháp thì đều là tu thiền định. Phương pháp tu thiền định không giống nhau. Đây là điều chúng ta nhất định phải lý giải. Cho dù phương pháp không giống nhau, nhưng hiệu quả tu học nhất định giống nhau, thành tựu giống nhau. Cho nên Phật mới nói pháp môn bình đẳng, không phân cao thấp. Đây chính là nói sự việc này. Trong kinh Di Đà nói rất rõ ràng, chúng ta niệm Phật cầu cái gì? Nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo.
Đây là mục đích của người niệm Phật. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định, tâm bất điên đạo chính là bát nhã. Tam học giới định tuệ đều ở trong đó. Kinh Vô Lượng Thọ thì càng rõ ràng hơn. Trên đề kinh giảng cho chúng ta phương pháp tu học là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, giác là tuệ học. Tam học giới định tuệ đều nằm trong đề kinh. Phật nói rõ ràng như vậy, nói rất minh bạch như vậy, mà bản thân chúng ta lại không hiểu rõ, không minh bạch. Cho nên việc tu học của chúng ta không đạt được lợi ích, không đạt được thọ dụng, hay nói cách khác, hoàn toàn không tuân thủ nguyên tắc của tam học. Phật nói rõ ràng việc này, Đại Đức Tổ Sư cũng nói rất rõ ràng. Những bậc hiện tri thức mà chúng ta gần gũi cũng nói rất rõ ràng. Đáng tiếc là bản thân chúng ta không chú ý, nghe không rõ ràng. Cho dù lúc đó nghe rõ ràng rồi, nhưng trong chớp mắt lại quên mất, xem nhẹ nó, thuận theo phiền não tập khí của chính mình, cho nên không thể thành tựu được. Trong phương pháp, tôi cũng từng giảng qua cho các vị, nói hoàn cảnh tu học trước mắt của chúng ta. Bản thân chúng ta nhất định phải khẳng định, thừa nhận bản thân mình không có trí tuệ, do phiền não tập khí nghiệp chướng quá nặng. Kém rất xa so với người xưa. Không cần nói sớm quá. So với các bậc đại đức trong nửa thế kỷ trước, chúng ta cũng kém nhiều rồi. Trong nửa thế kỷ trước, trong số người xuất gia như Pháp Sư Ấn Quang, Pháp Sư Hư Dân, Pháp Sư Hưng Từ, Pháp Sư Thái Hư, Pháp Sư Đế Nhàn, những vị xuất gia này, chúng ta nhìn thấy những trước tác của họ không thể sánh bằng họ. Bất luận ở một phương diện nào đều đứng sau họ, cách xa rất nhiều. Hàng cư sĩ tại gia, bây giờ chúng ta thấy trước tác của họ như cư sĩ Giang Dị Nông, cư sĩ Tưởng Duy Kiều. Chúng ta cũng không thể sánh bằng với họ. Trong tình trạng này, chúng ta phải làm sao? Làm sao để có thể thành tựu?
thiện tri thức hạ trình độ xuống thấp. Chúng ta học kinh sách và học ở thầy giáo. Năm xưa khi tôi còn trẻ ở Đài Trung, được gần gũi cư sĩ Lý Bỉnh Nam, học ông giảng kinh. Ông giảng một câu, chúng tôi liền học một câu. Học như một cái máy ghi âm sóng. Lúc đó ở Đài Loan vẫn chưa có máy ghi âm. Chúng tôi nghe một câu, nhớ một câu, sau đó lên bục giảng nói lại. Bước đầu học rất giống, hoàn toàn học thầy giáo, chuyên tâm học với thầy, thâm nhập một pháp môn. Phương pháp này cho dù không phải của ông phát minh ra, trước thời của ông ta đã có rồi. Nếu như chúng ta đi tìm nguồn gốc, thì ai là người bắt đầu? Tôn giả A Nan là người bắt đầu. A Nan kết tập kinh tạng, không phải là hoàn toàn phục giảng hay sao? Phục giảng là nói lại một lần nữa lời của Thế Tôn giảng, không được tự ý thêm vào bất cứ câu nào. Trong mấy ngàn năm trở lại đây, trong Phật giáo bồi dưỡng pháp sư giảng kinh đều dùng phương pháp này. Có người xem thường phương pháp này, như vậy có gì là giỏi chứ? Các vị giảng đều là của người khác, giống như không có sự sáng tạo của chính mình, không có sự kiến giải của chính mình. Trong Phật Pháp nói, trong học vấn của Bậc Thánh Hiền nói, tuyệt đối không có sáng tạo. Khổng Lão Phu Tử nói cho chúng ta, ông thuật lại chứ không phải sáng tác. Ông không có sáng tạo, bản thân ông không có sáng tạo, đều là truyền thuật lại của Bậc Thánh Hiền. Ông giảng đều là những thứ của người xưa, không phải của bản thân ông. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dùng phương pháp này. Trong chú giải kinh Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta, một đời Phật Thích Ca Mâu Ni không nói qua một chữ. Phật thuyết pháp trong 49 năm, vậy nói điều gì? Toàn là lời của cổ Phật đã nói qua. Chúng ta thử nghĩ kỹ xem đạo lý này, ý nghĩa này. Cái gọi là sáng tạo mới nhất định là từ trong ý kiến của chính các vị biến hiện mà ra. Họ không có sáng tạo mới, không có sáng tạo mới chính là từ bản tính chân như của bản thân hiển lộ ra ngoài, không phải là sáng tạo mới. Kinh điển của tất cả chư Phật Như Lai ở quá khứ nói là từ tự tánh mà ra. Tất cả pháp của Phật hôm nay cùng với Phật Vị Lai cũng là từ tự tánh mà ra, không có sáng tạo. Chúng ta thật sự hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, chúng ta sẽ nghe giáo huấn của thầy giáo, một lòng học tập y theo lời thầy giáo dạy. Đây gọi là trì giới, gọi là thủ pháp. Hơn nữa thầy giáo còn dạy cho chúng ta một bí quyết. Bí quyết này gọi là gì? Thâm nhập vào một pháp môn, quân tập thời gian dài. Bây giờ người hiểu được đạo lý này rất ít. Cho nên khó thành tựu. Người xưa dạy chúng ta
Một kinh thông thì tất cả kinh đều thông. Cách nói này không phải của người xưa phát minh, không phải kiến giải của riêng họ. Họ cũng học được từ trên kinh Hoa Nghiêm. Ở đây chúng ta đưa ra nhiều vị thiên vương, mỗi một vị thiên vương học một pháp môn. Một pháp môn họ học thông rồi thì tất cả pháp môn họ đều thông. Vấn đề là các vị có học thông hay không. Nếu như thông rồi thì tất cả đều thông. Nhưng làm thế nào mới có thể thông? Nhất định phải thâm nhập một pháp môn. Khi chúng ta giới thiệu Phật Pháp cũng không lìa khỏi phương pháp mà Đức Phật đã bày ra. Phương pháp mà Đức Phật đã thiết kế là hình tròn, quả cầu tròn. Bất kỳ điểm nào trên quả cầu tròn đều đi qua tâm của quả cầu. Nhưng các vị phải nắm vững góc độ này. Trên quả cầu tròn đó nhất định phải thành một góc vuông, thì đường thẳng này mới có thể đi qua tâm điểm, một chút cũng không được sai sót. Thông đến tâm điểm mới gọi là thâm nhập. Đạt đến tâm điểm, tâm điểm đó là thông cả bốn hướng, thông đạt toàn diện. Bất cứ điểm nào trên quả cầu tròn các vị cũng không đạt được. Nếu như các vị không đạt đến tâm điểm, các vị chỉ có thể hiểu được một pháp môn. Đạt đến tâm điểm, tất cả pháp môn các vị đều thông đạt. Tâm điểm là gì? Tâm điểm là chân như tự tánh. Tất cả pháp thế gian, xuất thế gian đều từ tâm biến hiện ra. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Việc dạy học của Phật Pháp là dạy chúng ta thâm nhập. Thâm nhập đến tánh thức. Đối với tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới, các vị hoàn toàn thông đạt rõ ràng. Không cần phải học hết tất cả, như vậy rất lãng phí. Hơn nữa, vĩnh viễn không học được hết, vĩnh viễn không thể đạt được một pháp môn. Một pháp môn làm được rất đơn giản. Một câu danh hiệu Phật, bốn chữ A-di-đà Phật, bốn chữ này có thể thành Phật, có thể thông đạt tất cả, hiểu rõ tất cả. Nhờ bốn chữ này các vị có thể thông đạt tất cả kinh, các vị có thể nói được tất cả kinh. Các vị phải niệm bốn chữ này đến kiến tánh thì mới thành công. Nếu các vị không kiến tánh thì không được. Kiến tánh nhất định phải được định. Muốn được định nhất định phải thủ pháp. Các vị không thủ pháp làm sao được? Phương pháp này chính là thâm nhập một pháp môn, quân tập thời gian dài, kiên trì bền bỉ. Bất cứ một pháp môn nào đều là phương pháp minh tâm kiến tánh. Ngày nay bất luận chúng ta học một pháp môn cũng tốt, học nhiều pháp môn cũng tốt, đều không thể thấy được tánh.
Vấn đề này cuối cùng do đâu mà ra? Chúng ta không thể không biết. Nếu không biết, các vị vĩnh viễn phạm sai lầm. Các vị sai đến cùng. Sai lầm của chúng ta chính là không buông xả được. Chư Phật Bồ Tát có thể làm được. Nguyên nhân là ở đâu? Các ngài buông xả được. Điều quan trọng là ở chỗ này. Tại vì sao chúng ta không buông được? Do không nhìn thấu. Các ngài có thể buông xuống do các ngài nhìn thấu. Nhìn thấu không chút dễ dàng. Các vị có thể buông xả một phần mới có thể nhìn thấu được một phần. Nhìn thấu một phần lại có thể giúp các vị buông bỏ một phần. Cho nên nhìn thấu buông xả là bổ trợ cho nhau. Hai cái này hỗ trợ cho nhau. Hết thảy Bồ Tát tu hành thành Phật không có gì khác, chính là nhìn thấu buông xả, buông xả nhìn thấu, nhìn thấu buông xả là thành công từ đây. Cửa ải đầu tiên là phải buông xả. Chúng ta chỉ có thể hạ thủ công phu từ chỗ này. Thế Tôn phân căn tánh của chúng sanh thành ba cấp thượng trung hạ. Người căn tánh thượng đẳng bắt đầu từ nhìn thấu. Người căn tánh trung đẳng bắt đầu từ buông xả. Người căn tánh trung hạ không có trí tuệ, nhìn không thấu được. Từ buông xả, buông xả giúp các vị nhìn thấu triệt. Thế nhưng rất khó buông xả. Ai chịu buông xả? Người căn tánh trung hạ, nhân tố quan trọng chính là thiện tri thức. Thầy giáo giỏi về các vị buông xả. Các vị có lòng tin với thầy đó, tôn kính vị thầy đó, bái phục vị thầy đó, chịu nghe lời. Thầy giáo dạy các vị buông xả, cho dù các vị chưa nhìn thấu cũng phải buông xả, nghe lời của thầy giáo. Người đó sẽ có thành tựu. Tại vì sao? Sau khi buông xuống, phiền não của các vị sẽ giảm nhẹ một phần, trí huệ sẽ tăng lên một phần, có thể nhìn thấu được. Cho nên không chịu buông xuống, vậy thì không thể nhập vào pháp môn. Pháp môn mặc dù rộng lớn, vô lượng vô biên, nhưng các vị không có cách nào nhập vào được. Đây không thể trách người khác được. Tất cả đều phải buông xuống, phải buông xuống được mọi thứ. Sau đó mới có thể nắm vững được cái cốt lõi của sự buông xả. Cốt lõi là gì? Là ngã chấp. Tất cả chúng sanh không có cách nào buông xuống. Ngã buông không được. Vì ngã mà khởi tâm động niệm, lợi ích của tôi, nên không có cách nào để bước vào cửa Phật. Cho dù các vị có siêng năng, có dụng công, có hoàn cảnh tốt, các vị cũng không thể nhập vào pháp môn nào cả. Cho dù các vị thân cận bậc thiện tri thức, cũng không cách nào nhập vào được. Ngày ngày nghe kinh nghe pháp, trí tuệ cũng không khai. Mấu chốt ở đâu? Do tự tư tự lợi. Tất cả chúng sanh đời đời kiếp kiếp học Phật, không thể thành tựu,
Nguyên nhân là ở chỗ này. Cho nên hôm nay chúng ta đặc biệt nhấn mạnh, dứt bỏ ý niệm tự tư tự lợi này đi. Tôi thường nhắc nhở các vị đồng tu, chúng ta phải đem ý niệm khống chế đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật buông xuống. Các vị có ý niệm khống chế là mê hoặc vô minh. Ý niệm chiếm hữu buông xuống, chiếm hữu là tạo nghiệp. Chỉ muốn thuộc về mình là tạo nghiệp, tuyệt đối sai lầm. Tại vì sao? Vì thân này không phải là của mình. Mỗi người chúng ta đều không thể khống chế được cái thân này, không chiếm hữu được, huống hồ là đồ vật ngoài thân. Làm gì là của các vị? Đây là chân tướng sự thật. Rất ít người có thể nghĩ đến, rất ít người có thể hiểu. Vậy chúng ta khống chế thân thể này được không? Không thể khống chế nó. Bây giờ kiến thức khoa học mọi người đều biết, thân thể là do tế bào hợp thành. Tế bào mới thay cho tế bào cũ. Chúng ta không có biện pháp khiến cho tế bào này vĩnh viễn tồn tại. Nếu như các vị có biện pháp thật sự có thể khống chế được nó, thật sự có thể chiếm hữu được nó, vậy thì các vị đã trường sinh bất lão, luôn luôn là người 18 tuổi rồi. Tại vì sao? Vì tôi có thể chiếm hữu được nó, có thể khống chế được nó. Tôi có thể làm cho tuổi tác của mình luôn luôn 18 tuổi, đời đời không già yếu. Các vị sẽ già, bệnh, chết. Điều này chứng minh rằng các vị không thể khống chế được thân thể của mình, không thể chiếm hữu được thân thể của mình. Ngay cả thân thể của chính mình đều không thể khống chế được, không thể chiếm hữu được, thì các vị làm sao có thể khống chế chiếm hữu được vật ngoài thân? Các vị ngày ngày nghĩ đến những việc này, ngày ngày làm những việc này, rất mệt. Cho nên trong kinh Phật thường nói, chúng sanh là người đáng thương. Chúng sanh có gì đáng thương? Điểm này là đủ đáng thương rồi. Thật sự đáng thương. Do không hiểu được chân tướng sự thật. Hiểu được chân tướng sự thật là trí tuệ. Buông xuống tất cả sự khống chế, buông xuống tất cả sự chiếm hữu, là công phu thật sự. Các vị có được tự tánh chân thật. Trong thế gian này, Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy tự tại tùy duyên. Hưởng thụ của bản thân là tự tại, chung sống với mọi người là tùy duyên. Các vị nói đời sống của các ngài hạnh phúc biết bao, an lạc biết bao, một chút lo lắng cũng không có. Đời sống của các ngài là sống trong giới định tuệ. Đây là việc mà chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta. Nhưng chúng ta hoàn toàn bị mê hoặc, hoàn toàn không hiểu. Cho dù các ngài tận tâm hướng dẫn chúng ta, chúng ta hiểu sơ sơ rồi, cũng có thể dần dần buông xuống. Không thể nào lập tức mà buông xuống được. Việc này rất ít. Đều là buông xuống dần dần. Cho nên Bồ Tát có 51 cấp bậc. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Chính là buông xuống dần dần. Buông xuống một ít, địa vị là thăng lên một bậc. Lại buông xuống một chút thì thăng lên được một chút. Ngày nay chúng ta ngay cả sơ tín vị cũng không đạt được. Tại vì sao? Do chưa buông xuống. Sơ tín vị cần buông xuống những gì? Phải buông xuống ngã chấp.
Chúng ta thấy giáo nghĩa của Thiên Thai Tông, giáo nghĩa của Hiền Thủ, Bồ Tát Sư Tín Dị đã buông xả được 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, là Bồ Tát Sư Tín Dị. 88 phẩm kiến hoặc, Phật vì phương tiện cho việc thuyết pháp, phân nó làm 5 loại. Loại thứ nhất là thân kiến. Kiến chính là kiến giải mà hôm nay chúng ta nói. Chấp cái thân này là ta, gọi là thân kiến. Chúng ta thử nghĩ, chúng sanh trong lục đạo có người nào mà không chấp cái thân thể này là ta? Ai ai cũng có. Nếu như các vị nói thân này không phải là của tôi, thì não của người đó có vấn đề. Tất cả chúng sanh trong lục đạo đều có cách nghĩ này. Các vị làm sao nói thân này không phải là của tôi? Mọi người đều có kiến giải này. Kiến giải này dần trở thành đúng đắn. Đột nhiên chúng ta nói thân này không phải là của mình, thì suy nghĩ của người này có vấn đề, đầu óc có vấn đề, thần kinh có vấn đề. Thế là chúng ta bị dọa sợ rồi, không dám tiếp nhận giáo lý của Phật, vẫn còn chấp trước thân này là của tôi là đúng rồi. Phật nói cũng không dám nói Ngài nói sai, nhưng vẫn cho mình là đúng, thì các vị sẽ không vào được cửa Phật. Phật nói cái gì là thân của chúng ta? Nói tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là thân của chúng ta. Trong Phật Pháp gọi là Pháp Thân. Pháp là tất cả dạng Pháp, tất cả dạng Pháp là thân của chính mình. Các vị nếu có thể thừa nhận như vậy, vậy thì chúc mừng các vị. Các vị làm Phật rồi, các vị đã chứng được Pháp Thân. Thân này của chúng ta là một phần của Pháp Thân, không thể nhận bộ phận làm toàn thể. Giống như thân thể của chúng ta, chúng ta không thể nói một sợi lông trên thân là thân. Sợi lông thật sự chỉ là một bộ phận của thân. Các vị cần nhận thức toàn thể, nhận thức chân ngã. Chấp trước sợi lông này là của tôi, đây là sai lầm, đó gọi là giả ngã. Giả ngã với chân ngã là một ngã, không phải là hai ngã. Các vị phải hiểu rõ điều này, sau đó buông xả đi sự chấp trước bộ phận là của tôi. Niệm niệm đều nghĩ về toàn thể, tất cả chúng sanh là tôi, tất cả sự hưởng lạc của chúng sanh là niềm vui của tôi, tất cả thọ khổ của chúng sanh là nỗi khổ của tôi. Tôi toàn tâm toàn ý giúp tất cả chúng sanh là giúp chính mình. Quan niệm này là quan niệm của Phật Bồ Tát. Hợp tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Chúng ta nói đạo hiếu của người xưa, đây là đại hiếu viên mãn. Người đời nói đạo hiếu là hòa hợp cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái với chính mình là một thể, đó là hiếu. Hiếu này là tiểu hiếu. Phật giảng cứu cánh viên mãn là đại hiếu, hợp y chánh trang nghiêm trong hư không pháp giới thành một ngã. Kinh Hoa Nghiêm giảng về đạo lý này. Mỗi pháp môn tu hành của người trong Kinh Hoa Nghiêm đều khác nhau, nhưng mỗi pháp môn đều có thể nhìn thấy được việc này, đều khẳng định chân tướng sự thật này.
Cho nên mỗi người đều là chư Phật Như Lai. Cho nên chúng ta học tập, trình độ trước mắt của chúng ta chỉ có học theo thầy giáo, học theo cho thật giống, sau đó từ chỗ này mới bộc lộ hết tài năng. Học theo các vị tổ sư đại đức từ xưa đến nay, chúng ta mới có thể hiểu được chú giải của họ. Giống như bây giờ chúng ta xem Kinh Hoa Nghiêm, trong Kinh Hoa Nghiêm có chú giải của Đại sư Thanh Lương, có chú giải của cư sĩ Lý Thông Quyền, thì chúng ta xem hiểu. Sau đó tiến thêm bước nữa, từ chú giải có thể siêu diệt ra khỏi được, trực tiếp có thể xem hiểu được kinh. Ý nghĩa kinh chúng ta có thể hiểu, người chú giải có thể xem hiểu được kinh. Những vị thầy dạy chúng ta cũng xem hiểu được chú giải. Hôm nay chúng ta ngay cả chú giải đều xem không hiểu, chỉ có thể nghe thầy giáo. Cho nên thầy giáo giỏi hướng dẫn chúng ta bước ra từ con đường này, một con đường vượt thoát ra. Đây là vị thầy giỏi. Nếu như không phải là vị thầy giỏi, không phải là thiện tri thức, họ sẽ vẽ vòng tròn, khiến các vị vĩnh viễn ở trong đó, vĩnh viễn không ra khỏi được. Vị thầy giáo đó phải nhận quả báo đọa 19 tầng địa ngục. Đó không phải là cách dạy tốt. Người biết cách dạy sẽ có phương pháp, từng cấp bậc một mà dẫn các vị ra khỏi. Một đời của tôi, các vị đều biết, tôi không thể quên được ân đức của thầy. Thầy của tôi có phương tiện thiện xảo, thầy dẫn tôi ra khỏi. Bây giờ trình độ của tôi có thể xem được chú giải, dần dần cũng có thể xem kinh. Không cần xem chú giải, xem kinh tôi cũng có thể hiểu được ý nghĩa của kinh. Công phu này từ đâu mà có? Các vị đồng học theo tôi trong một thời gian dài, nghe tôi giảng kinh thời gian dài, các vị nên lĩnh hội được, quan sát được. Tôi giảng kinh 40 năm, 10 năm là một giai đoạn lớn. 10 năm thứ nhất so với 10 năm thứ hai, thì 10 năm thứ hai có tiến bộ rất lớn. 10 năm thứ ba lại không giống với 10 năm thứ hai. 10 năm thứ tư lại không giống với 10 năm thứ ba, có sự khác biệt rất lớn. 20 năm trước, tôi giảng qua Kinh Hoa Nghiêm. Thời gian giảng kinh đó gần giống với cách giảng của thầy Lý. Mặc dù giảng không sai, nhưng lại tách rời với đời sống thường ngày của chúng ta. Trong đời sống hàng ngày có thể làm được, tôi nghĩ cùng lắm là được 1 đến 2 phần 10 mà thôi. Tôi chỉ có thể đạt đến trình độ như vậy. Bây giờ các vị nghe tôi giảng kinh này, áp dụng vào cuộc sống thường ngày, tối thiểu có 7-8 phần. Tôi không dám nói rất viên mãn, có thể áp dụng được 7-8 phần đều không giống nhau, có thọ dụng lớn. Từ chỗ này các vị nhất định phải lĩnh hội, tôi buông xả nhiều rồi. 10 năm này, 10 năm thứ nhất buông xả một ít,
10 năm thứ hai buông xả nhiều hơn 10 năm trước. 10 năm thứ ba buông xả nhiều hơn. 10 năm thứ tư lại buông xả nhiều hơn 10 năm thứ ba. Các vị không buông xuống, trí huệ của các vị không khai mở. Khai mở trí huệ không có gì khác, chỉ có buông xả. Buông xả triệt để, trí huệ của các vị sẽ viên mãn. Khai mở viên mãn rồi, người đọc kinh nói kinh đại khai viên giải. Đại khai viên giải cùng cảnh giới với đại triệt đại ngộ của thiền tâm, cùng cảnh giới với nhất tâm bất loạn trong tịnh độ. Cho nên không buông xả thì bị thiệt thòi. Sau khi buông xả, thân thể này của chúng ta với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới dung hòa thành một thể. Không gian đời sống của chúng ta giống như trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Giảng Sanh đã nói, không gian sinh hoạt là tất cả quái Phật trong tận hư không biến pháp giới. Cho nên người vẫn chưa thành thục thì giúp họ trồng thiện căn. Người đã có thiện căn thì giúp họ tăng trưởng thêm thiện căn đó. Người đã tăng trưởng thiện căn thì giúp họ thành thục. Trọng điểm dạy học của Luân Tề Thiên Vương là thành thục chúng sanh phương tiện giải thoát môn. Ý nghĩa của hai chữ thành thục này, ngày một đời thành Phật, đây gọi là thành thục. Ngày một đời không thể thành Phật thì chưa thành thục. Do đó có thể biết, ở trong một đời giúp Ngài thành thục, đây là phương tiện giải thoát môn nào? Là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Làm sao có thể biết được phần cuối của bộ kinh này, Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc của Bồ Tát Phổ Hiền thành thục rồi, viên mãn thành thục. Các đại đức thời Tùy Đường đối với một đời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong 49 năm thuyết pháp tất cả kinh, quan sát tỉ mỉ, bộ kinh nào, bộ luận nào viên mãn nhất, các ngài hầu như công nhận là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là cứu cánh nhất, là viên mãn nhất. Lý nói rất rõ ràng, nói rất tỉ mỉ, phương pháp chu toàn tinh tế. Lý là làm cho chúng ta hiểu, phương pháp là buông bỏ. 51 cấp bậc của Bồ Tát giống như leo lên 51 tầng lầu. Các vị buông xuống một tầng là các vị sẽ lên được một tầng. Lại buông xuống tầng thứ hai, các vị sẽ lên được tầng thứ ba. Lại buông xuống tầng thứ ba, các vị sẽ lên được tầng thứ tư. Buông xuống tầng thứ 50, các vị sẽ lên được tầng thứ 51. Buông xuống tầng thứ 51, các vị sẽ được thành Phật. Cho nên Bồ Tát tu gì? Chỉ là tu buông bỏ mà thôi. Các vị không chịu buông bỏ, các vị chỉ dừng lại ở một tầng thì vĩnh viễn không thể lên được một tầng nữa. Hôm nay phiền phức của chúng ta là ở chỗ nào? Là đứng trên mặt đất. Phật bảo các vị leo lên bậc thứ nhất của cầu thang, các vị nhất quyết không chịu bước lên. Vậy còn cách nào khác? Tại vì sao không chịu bước lên? Vì tôi không nỡ xa rời nơi đây, vì không buông bỏ được ở đây. Vậy thì còn cách nào nữa?
Trên kinh Hoa Nghiêm giảng đạo lý này: hành bố không ngại viên dung, viên dung không ngại hành bố. Hành bố là gì? Hành bố là buông bỏ dần dần, thứ tự buông bỏ. Hiện tại đồng tử làm gương cho chúng ta. Một đời của ông viên thành Phật đạo. Ông là thứ tự buông bỏ. Ông buông bỏ thập tịnh. Khi buông xuống thập tịnh, bản thân ông lên được sơ trụ. Tỳ kheo các tường dân đại diện cho sơ trụ. Ông tham vấn tỳ kheo các tường dân, ông chính là sơ trụ Bồ Tát. Ông lại buông bỏ các tường dân, ông tham vấn hải dân, hải dân là nhị trụ, ông lại lên được một bậc. Ông buông bỏ hải dân, tham vấn diệu trụ, diệu trụ là tam trụ, ông lại lên được một bậc. Phía trước một cấp vị không chịu buông bỏ thì vĩnh viễn không thể lên được. Kinh Hoa Nghiêm hiển thị pháp môn cực diệu. Ở chỗ này chúng ta phải nhìn ra được phương pháp, lĩnh hội được bí quyết của kinh. Tại vì sao ông thành tựu được? Vì ông không ngừng buông xuống. Đến thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc, đó là viên dung, đó là đốn siêu. Cho nên nó có thứ tự, cũng có viên dung. Giống như chúng ta đi lên lầu lớn, bên này là cầu thang, bên kia là thang máy. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đi lên bằng thang máy. Tu học pháp môn khác là đi lên bằng thang bộ. Niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, buông xuống hết vạn duyên, tất cả đều buông bỏ, không nghĩ đến gì cả, chỉ nhớ một câu A Di Đà Phật, đi thang máy trong chốc lát là lên được. Hai pháp môn này đều ở trong kinh Hoa Nghiêm. Cho nên tổ sư nói: hành bố không ngại viên dung, viên dung không ngại hành bố. Viên dung là niệm Phật trực tiếp đến thế giới cực lạc. Hành bố chính là buông bỏ dần dần. Từ thập tín vị, thập trụ vị, thập hạnh vị, dần dần cũng đến thế giới cực lạc. Cho nên kinh Hoa Nghiêm là bậc thang thông đến cực lạc, không thể nghĩ bàn. Lúc trước ông Phương Đông Mỹ, thật sự tôi học kinh Hoa Nghiêm cũng là ảnh hưởng của ông. Ông nghiên cứu Phật pháp một cách rất thâm nhập. Lớp người xuất gia chúng tôi không có ai sánh bằng ông. Ông nói với tôi, trong kinh Hoa Nghiêm có lý luận viên mãn nhất, phương pháp tương tận nhất, khó được nhất là ở phần sau còn kèm theo biểu diễn. Hiện tại đồng tử với 53 vị Bồ Tát làm gương cho chúng ta xem, biểu diễn ra. Cho nên ông nói kinh Hoa Nghiêm là bộ sách giáo khoa có trí tuệ tốt nhất trên toàn thế giới từ xưa đến nay. Một đời ông học kinh Hoa Nghiêm, cuối đời trong trường học mở môn học Hoa Nghiêm. Đây là một bộ sách hay, là phương pháp tu thiền định tốt nhất, phương pháp tu bát nhã tốt nhất. Nhà Phật dạy học chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Bộ sách này
là bộ sách tốt nhất, có hiệu quả nhất. Thông qua cách dạy học của bộ kinh điển này, sự hướng về văn hóa đa nguyên của đại chúng ở châu Âu nhất định sẽ thực hiện được. Xã hội này nhất định yên ổn, hòa bình. Chúng sanh ở nơi này nhất định được hạnh phúc viên mãn. Viên mãn còn thù thắng hơn mỹ mãn. Mỹ chưa chắc viên, viên nhất định mỹ mãn. Cho nên đó là thành thục chúng sanh, phương tiện giải thoát môn. Nhưng trong kinh Phật nói với chúng ta rất đúng, Phật pháp không có người nói, dù có trí tuệ cũng không hiểu được. Cái trí này chính là chỉ cho người trí huệ thông minh thế gian. Họ không có cách nào lý giải được. Nguyên nhân là gì? Vì họ không thể khế nhập. Tại sao không thể khế nhập? Họ không thể buông bỏ. Đạo lý là ở chỗ này. Người thông minh thế gian đọc được bộ kinh điển này có thể được chút tâm đắc, nhất định là xem thường danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Nếu nhiễm sâu thế dị, thì đạo tâm sẽ bị ngăn che. Ông Phương Đông Mỹ tuy ông không học Phật, không quy y cửa Phật, nhưng ông là người có thật học. Ông làm thế nào để hiểu được? Ông không nhiễm sâu vào thế dị, không có tâm tham danh lợi, không có ý niệm ham thích hưởng thụ thế gian. Cuộc sống của ông rất thanh đạm, thật sự là an bần lạc đạo. Cho nên ông xem hiểu được, ông xem hiểu được bộ kinh điển này. Chúng ta tin ở Đài Loan có rất nhiều vị giáo sư đang đọc kinh điển. Nếu nói về tâm đắc thì không ai sánh bằng thầy Phương. Nguyên nhân ở chỗ nào? Chúng ta biết ông Phương không màng danh lợi. Ông có thể an bần mới lạc đạo, ông mới có thể vào được đạo vị. Nếu như không buông bỏ hưởng thụ danh lợi của thế gian, buông bỏ ngũ dục lục trần, cho dù mỗi ngày Phật Bồ Tát giảng kinh cho các vị nghe, các vị cũng không nhập vào được. Các vị nghe chỉ là nghe mà thôi, các vị nghe hiểu chỉ là kiến thức căn bản của nhà Phật, không lãnh hội được ý nghĩa thật sự của pháp vị. Hay nói cách khác, chân chánh thọ dụng lợi ích các vị không có được. Sự việc này thầy không có cách nào dạy các vị. Cho nên tôi thường nói, lúc trước chúng tôi ở Đài Trung, số người học theo cư sĩ Lý Bỉnh Nam không ít. Thầy Lý dạy mỗi môn học, chúng tôi đều cùng nhau học tập, không có dạy riêng đặc biệt cho bất cứ người nào. Không có.
cùng nhau lên lớp, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau thảo luận, cùng nhau học tập. Số lượng người thật sự có thể lãnh hội được pháp vị của Phật Pháp không nhiều, chưa đến 10 người. Người có thể lãnh hội được sâu sắc, rất thâm nhập thì càng hiếm. Nguyên nhân ở chỗ nào? Do không chịu buông xả. Chưa buông xả hết. Rất rõ ràng, pháp môn này của tôi là chánh pháp, pháp môn đó của các vị là không chánh. Tôi kiên trì pháp môn của tôi, tà pháp thời phần thiên. Các vị đã buông xuống chưa? Vẫn chưa. Cái nào chưa buông xuống? Tà chánh chưa buông xuống. Thị phi vẫn chưa buông xuống. Các vị vẫn không thể nhập vào. Cửa Phật là cửa gì? Cửa Phật không phải hai pháp môn. Chánh tà không hai, chân vọng không hai, phải trái không hai, người tôi không hai, chúng sanh và Phật không hai. Vậy thì chúc mừng các vị, các vị nhập vào được rồi. Các vị vẫn còn có hai, các vị sẽ không tiến vào được. Các vị chỉ ở ngoài cửa. Các vị hiểu được nhiều chỉ là hiểu ở bên ngoài, bên trong không biết gì cả. Làm thế nào để có thể vào được? Buông bỏ nhị. Nhị là cái gì? Là đối lập. Hôm nay nói tương đối. Buông bỏ thì các vị sẽ có được chỗ để vào. Người niệm Phật làm thế nào để vào được? Trong tâm người niệm Phật chỉ có Phật A-di-đà. Những thứ khác buông bỏ hết đều không có gì cả. Như vậy mới nhập vào được. Họ có thể nhập, nhập cũng có sâu cạn. Bốn cõi, đi vào cõi phàm thánh đồng cư thì rất cạn. Cõi phương tiện hữu dư thì vào sâu hơn một chút. Cõi thật báo trang nghiêm thì vào càng sâu hơn. Cõi thường tịch quang thì đạt đến cứu cánh. Làm sao có cảnh giới này? Cũng là ở chỗ các vị niệm câu A-di-đà Phật này buông xuống được nhiều hay ít. Nếu như tôi chuyên tâm niệm A-di-đà Phật đều buông xuống tất cả vạn duyên trong thế giới này, các vị sẽ sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Tôi niệm một câu A-di-đà Phật, đến cả Phật Pháp tôi cũng buông xuống, thế xuất thế gian cũng buông xuống hết. Còn sâu hơn một tầng so với chỉ buông xuống thế gian Pháp. Họ nhập vào cõi phương tiện hữu dư. Nếu như một khi giác ngộ A-di-đà Phật với tất cả chúng sanh trăm hư không Pháp giới là một không phải hai, họ sẽ nhập vào cõi thật báo trang nghiêm. Phật A-di-đà và tất cả chúng sanh khắp hư không Pháp giới là một không phải hai, họ nhập vào cõi thật báo trang nghiêm. Nhập này là sâu nhất. Do đó có thể biết công phu là ở chỗ buông xuống. Không quan trọng ở chỗ một ngày niệm Phật 10 vạn tiếng, 20 vạn tiếng, không quan trọng điều này. Không quan trọng một ngày lễ Phật lễ 3.000 lạy, 5.000 lạy, cũng không quan trọng việc này. Cũng không quan trọng các vị tham thiền nhập định. Các vị kiết già tọa thiền 7 ngày, tọa thiền 14 ngày, tọa thiền 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, đều không quan trọng việc này. Đó đều là trên hình thức, không phải thực chất.
thực chất là tâm cảnh nhất như. Kinh Hoa Nghiêm gọi là Kinh Đại Bất Tư Nghị. Kinh Duy Ma gọi là Kinh Tiểu Bất Tư Nghị. Thế nào gọi là bất tư nghị? Nhập bất nhị pháp môn gọi là bất tư nghị. Nhị là khả tư khả nghị, bất nghị là bất khả tư nghị. Từ nơi này chúng ta có thể thấy được pháp môn của mỗi vị thiên vương chứng được, chính là nói phương pháp thủ đoạn tu hành của thiên vương không giống nhau. Thành tựu của thiên vương đều là minh tâm kiến tánh, đều là chư Phật Như Lai thị hiện, đâu phải phàm phu. Phàm phu làm gì có loại cảnh giới này chứ? Thời phân thiên là dạ ma thiên, tầng thứ ba của dục giới không cao. Phàm phu chính hiệu trong cõi dục giới là chư Phật Bồ Tát thị hiện, chính là người đáng dùng thân thời phần thiên dương để độ, liền hiện thân thời phần thiên dương mà thuyết pháp. Đây là ý nghĩa này. Họ là chư Phật Như Lai thị hiện. Trong Kinh Hoa Nghiêm, trên hội Hoa Tạng không có phàm phu. Đều là pháp thân đại sĩ. Chúng ta nói thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, ở đây đều là phương tiện nói, chân thật nói, đều là chứng đắc quả vị cứu cánh. Nếu như không chứng quả vị cứu cánh, không thể là cảnh giới này. Cảnh giới của Như Lai quả địa thượng. Bây giờ chúng ta cần học tập. Bản thân chúng ta đạt được lợi ích thù thắng này, đạt được pháp hỷ, chúng ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm, tùy duyên tùy thời giới thiệu phương pháp cho tất cả chúng sanh, tiến cử cho tất cả chúng sanh. Chúng ta giới thiệu cho họ, họ hoan hỷ tiếp nhận là hữu duyên. Thế nào là hữu duyên? Là họ có thiện căn, thiện căn của họ thành thục, họ hoan hỷ tiếp nhận. Mặc dù hoan hỷ tiếp nhận nhưng không thể lý giải. Chúng ta phải giúp họ thâm nhập lý giải. Đã lý giải được rồi vẫn không thể y giáo phụng hành, lại giúp cho họ y giáo phụng hành. Căn tánh của chúng sanh không giống nhau, chúng ta dùng các loại phương tiện giúp họ, đưa họ tiến lên cao. Những ý nghĩa này, những đạo lý này, những chân tướng sự thật này, chúng ta phải luôn luôn quan sát tỉ mỉ, thường xuyên quan sát kỹ lưỡng. Như vậy mới có thể khai mở trí tuệ. Chỉ cần các vị nhìn thấy rõ ràng, hiểu minh bạch, các vị tự nhiên buông xuống được. Các vị buông xuống rồi, các vị sẽ được tự tại. Có thể tùy duyên mà sống từng ngày. Sống tùy duyên là phương pháp sinh hoạt của Phật Bồ Tát.
làm thay đổi cuộc sống phàm phu của chúng ta. Trước khi chúng ta chưa học Phật, thật sự là do nghiệp lực mà đến thế gian này. Bây giờ chuyển biến nghiệp lực của chính mình thành nguyện lực, biến phiền não thành trí tuệ, biến tất cả chấp trước thành bồ đề, chính là siêu phàm nhập thánh. Cho nên siêu phàm nhập thánh không khác nhau ở chỗ ta có buông bỏ được hay không. Buông xuống tất cả, đó chính là như người xưa đã nói, thiên hạ vốn vô sự, tất cả đều do tự mình làm phiền mình mà thôi. Tự mình làm phiền là người phàm. Người phàm thì bị duyên trói buộc. Người giác ngộ thì rảnh ràng. Ý nghĩa này rất thâm sâu. Mặc dù khó hiểu nhưng vẫn có thể lãnh hội được. Muốn thể hội thâm nhập, tự mình cần phải buông xuống, chịu dứt bỏ. Cái khó nhất trong việc buông bỏ là xả thân. Xả thân không phải là bảo các vị đi tự sát, đó là sai hoàn toàn. Trong tâm không vướng bận sinh mạng của chính mình, ngay cả sinh mạng cũng không để trong tâm, đương nhiên đến tài sản càng không để trong tâm, đó là vật ngoài thân. Chỉ cần trong tâm thật sự không còn chút vướng bận, các vị sẽ giải thoát, các vị nhập vị rồi. Dần dần các vị tụng kinh sẽ tương ứng với tất cả điều trong kinh nói. Đây chính là tùy văn nhập quán mà người xưa nói, theo lời kinh văn mà bản thân thâm nhập vào cảnh giới này. Theo kinh Hoa Nghiêm là nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Công phu cản một chút, mở kinh văn ra thì thấy thế giới Hoa Nghiêm, gấp kinh văn lại thì bị đọa lạc, lại quay trở về. Đây chính là do sức quân tập không đủ. Quân tập thời gian dài, ngày ngày tụng, ngày ngày nhập, về sau không tụng nữa, cũng là cảnh giới này. Các vị thật sự đã nhập rồi, thật sự nhập. Mở kinh văn ra thì cảnh giới hiện ra trước mắt, gấp kinh văn lại cảnh giới không thể hiện ra trước mắt. Đây là trong quán hành vị, trong tương tự vị, không phải là thật sự. Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Bất luận là thiện duyên hay ác duyên, thuận cảnh hay nghịch cảnh, luôn là cảnh giới này. Đó là các vị đã thật sự nhập rồi. Tâm của các vị thật sự đã hợp thành nhất thể với vũ trụ chúng sanh, quá khứ vị lai, như vậy mới thật sự nhập vào nhất chân pháp giới, vĩnh viễn vượt ra khỏi thập pháp giới. Thế nhưng thân thể của chúng ta vẫn ở trong thập pháp giới. Có chướng ngại hay không? Không có chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Thật sự là đã nhập vào pháp giới rồi. Phẩm cuối cùng này gọi là phẩm nhập pháp giới.
bản thân mình không nhập thì không thể giúp người khác nhập. Đây chính là nói, nếu các vị thật sự phát nguyện, nguyện độ tất cả chúng sanh, đầu tiên chính là bản thân phải nhập, cũng chính là trước hết bản thân mình được độ, sau đó mới có năng lực độ chúng sanh. Bản thân phải nhập trước, sau đó mới có phương tiện thiện xảo giúp cho người khác nhập vào cảnh giới này. Đó mới thật sự là cứu cánh đại viên mãn. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.